Chào các em, chúng ta tiếp tục chuyên đề phương trình bậc nhất một bảng, bài giải bài toán bằng cách lập phương trình. Có nhiều bài toán thì chúng ta sẽ giải được nhờ vào cách là chúng ta lập phương trình, đặc biệt là các cái bài toán về chuyển động, bài toán về hình học, hình chữ nhật, căn giảm diện tích v.v. mà chúng ta đã học ở tiểu học. Nếu như chúng ta giải bằng cách lập phương trình thì sẽ dễ dàng hơn. Và sau đây chúng ta sẽ đi qua ví dụ. Thông qua ví dụ đó thì chúng ta sẽ biết được các cái bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Nên chúng ta vẫn nhìn phần là A, cái thiết của ví dụ. Ví dụ 1. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 160 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10 m tăng chiều rộng là chiều rộng của miếng đất hình chữ nhật và giảm chiều dài 10 m thì miếng đất có diện tích tăng thêm là 200 m². Tính kích thước miếng đất. Ví dụ 1, một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 160 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10 m và giảm chiều dài miếng đất đó thêm 10 m thì diện tích miếng đất được tăng thêm là 200 m². Tính kích thước miếng đất. À, kích thước miếng đất tức là tính chiều dài và chiều rộng của miếng đất đó. Thì để giải bài toán, chúng ta thấy rằng là bài toán yêu cầu tìm cả chiều dài và chiều rộng. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng là chúng ta đã biết chu vi của đám đất, tức là ta biết được nửa chu vi đám đất, mà nửa chu vi đám đất tức là chiều dài cộng với chiều rộng. Do vậy chỉ cần biết chiều rộng thì tìm được chiều dài, và biết chiều dài thì ta cũng biết được chiều rộng. Thì như vậy, để giải một cái bài toán lập phương trình thì chúng ta thông qua ba bước. Bước 1 là cái bước lập phương trình. Trong quá trình đó thì đầu tiên chúng ta chọn hẳn thích hợp. Chọn hẳn thích hợp thì thông thường thì chúng ta ở đây chúng ta có thể chọn chiều rộng cũng được, mà chiều dài cũng được. Đặt điều kiện thích hợp cho hẳn. Rồi ta thiết lập mối quan hệ trong đầu bài này qua cái ẩn mà chúng ta vừa gọi được, để từ đó chúng ta lập được phương trình. Đây là bước 1 gọi là bước lập phương trình. Bước 2 là chúng ta giải phương trình này.
và bước 3 thì chúng ta có thể làm cái phương pháp là thử chọn và kết luận. Ở đây chúng ta cũng có thể là so sánh với cái điều kiện thích hợp của anh đó, với cái nghiệm của phương trình vừa giải được, chúng ta kết luận được cái theo yêu cầu của bài toán. Như vậy thì chúng ta đã đi qua các cái bước giải bài toán đọc phương trình. Bây giờ tiến hành chúng ta sẽ giải ví dụ 1. Chúng ta có chu vi của đám đất là 160 m. Như vậy thì mình lấy chu vi đám đất, lấy chu vi miếng đất bằng 80 m. Rồi bây giờ chúng ta chọn cái số này. Rồi chiều rộng của miếng đất là x này. Như vậy điều kiện ấn mà chúng ta vừa chọn là x lớn hơn độ dài. Điều kiện của cái ấn chọn được thì chúng ta phải dựa vào đầu bài và dựa vào thực tế. Ví dụ như số cây, số con người, số học sinh thì x phải là nguyên dương. Còn nếu như là độ dài hay là lít hay là khối lượng kg vân vân thì ít dương, và lưu ý những điều đó. Chúng ta sẽ biểu thị các giá trị chưa biết khác qua cái ẩn số mà chúng ta vừa gọi nó là ít là chiều rộng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nửa chu vi là 80 m, tức là tổng của chiều dài và chiều rộng. Do vậy chúng ta sẽ có chiều dài của miếng đất là 80 trừ x đơn vị mét. Bây giờ chúng ta biết được chiều dài và chiều rộng, như vậy chúng ta được biết được diện tích miếng đất biểu thị theo x, tức là diện tích của miếng đất đây là diện tích thực tế của miếng đất chúng ta là x nhân 80 trừ x, dĩ nhiên đơn vị của nó là ô. Bây giờ nếu tăng chiều rộng thêm 10 m, như vậy thì chiều rộng của đám đất nếu tăng 10 m và chiều dài của đám đất nếu giảm đi 10 m, tức là cái số này trừ đi 10, thì chúng ta có diện tích của đám đất sau khi đã tăng chiều rộng và giảm chiều dài 10 m, thì chúng ta sẽ đã có được cái mối liên hệ giữa cái miếng đất sau khi nếu như chúng ta tăng chiều rộng và chiều dài với lại miếng đất ban đầu. Miếng đất chúng ta có là sự chênh lệch của nó là 200 m², từ đó chúng ta đã có được phương trình và chúng ta chỉ việc giải phương trình là xong. Như vậy chúng ta sẽ làm tiếp công việc tiếp theo. Chiều rộng miếng đất sau khi tăng sẽ đi thêm hay là tăng thêm nhiều nhé. Như là x cộng đơn vị là mét, chiều dài sau khi giảm ra. Thì đối với cái hình chữ nhật chúng ta phát hiện được là khi tăng chiều dài giảm chiều rộng, hay là tăng chiều rộng giảm chiều dài chăng nữa, thì cái mảnh đất mới cũng là hình chữ nhật. Tám mươi trừ x trừ 10 như vậy là bằng 70 trừ x mét. Chúng ta có diện tích của miếng đất mới, được tên mới, chiều rộng ngang với chiều dài đơn vị mét vuông. Diện tích mới tức là đám đất mới sẽ tăng thêm 200 m², như vậy mới
nhiều hơn cũ là 200. Do vậy chúng ta có phương trình. Theo đồng bài ta có phương trình. X cộng 10 nhân với 70 trừ x trừ đi x nhân 80 trừ x thì bằng 200. Ta đã làm xong cái bước thứ nhất là lập phương trình. Tiếp tục ta làm bước thứ hai, đó là giải phương trình này. Chúng ta giải luôn nha. Tương đương về phương trình nhân 70 x trừ x bình phương 700 trừ 10 x trừ 80 x cộng x bình phương bằng 200. Chúng ta thu gọn 70 x trừ 80 x, chỗ này là trừ 10 x bảy mươi x trừ 10 x là 60 x trừ 80 x trừ 20 x. Rồi trừ x bình phương cộng x bình phương hết, đây là 700. Bằng 200. Như vậy điều này chúng ta có được là trừ 20 x. Ở nhắm luôn, 200 trừ 700 là trừ 500. Điều này tương đương với 500 chia cho 20. Chúng ta sẽ có được tổng số là 25. Điều này là thích hợp. X bằng 25 ta so với điều kiện này thấy thích hợp. Do vậy chúng ta kết luận là vậy. Chiều rộng của miếng đất là 25 m. Chiều dài của miếng đất là 80 đây trừ đi 25 bằng 55 m. Và chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ 1. Và chúng ta nói lại, ở ví dụ 1 người ta cho mình một miếng đất có chu vi là 160 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10 m và giảm chiều dài đi 10 m thì diện tích miếng đất tăng thêm 200 m², yêu cầu tính kích thước của miếng đất. Nửa chu vi miếng đất là 80 m. Được chưa? Ta gọi chiều rộng của miếng đất là x mét thì chiều dài là 80 trừ x mét. Như vậy diện tích của miếng đất ban đầu là x nhân 80 trừ x. Đây là nếu tức là giả sử như tăng thêm chiều rộng là 10 thì như vậy chiều rộng của miếng đất sau khi tăng tức là miếng đất mới đi thì còn 10, và chiều dài của miếng đất mới là bị giảm 10 đi là 70 trừ x. Do vậy diện tích của miếng đất mới sẽ là x cộng 10 nhân 70 trừ x. Diện tích của miếng đất mới lớn hơn diện tích miếng đất cũ là 200 m². Như vậy chúng ta nhờ cái mối liên hệ đó chúng ta có phương trình này. Ta giải phương trình, ta tìm được x bằng 25 so với điều kiện thấy thích hợp. Lẽ ra chúng ta thử lại trong phương trình, nhưng mà hỏi thử lại chúng ta quá trình ta giải là tương đương. Vậy chiều rộng của miếng đất của chúng ta là 25 m và chiều dài của miếng đất là 80 trừ 25 là 55 m. Chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ 1, ta chuyển sang ví dụ 2. Chúng ta sang ví dụ 2. Một xuồng máy, đây là cái xuồng máy xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ, và ngược dòng từ B về A. Tính khoảng cách AB, đây là khoảng cách từ A đến B, biết vận tốc của dòng nước
trigonometry. Chúng ta nói lại đề bài. Một cái xuồng máy xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B trở về A thì mất 5 giờ. Hãy tính cái khoảng cách AB, biết vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Chúng ta cùng giải ví dụ 2 này. Thì nhắc lại, để giải ví dụ 2 thì trước khi giải ta nhắc lại các cái bước để giải một bài toán tính lập phương trình. Có lẽ rằng là trong cái bước 1 á, bước lập phương trình thì chúng ta có thể là chuyển các đơn vị về thích hợp, nhưng mà ở bài này thì không cần. Bước 1 là chọn hẳn số thích hợp, đặt điều kiện cho hẳn số, thiết lập mối quan hệ, tức là biểu thị các cái gì chưa biết á, theo cái hẳn số đó để thiết lập mối quan hệ để được phương trình. Giải phương trình, sau đó chúng ta thử lại hoặc là chúng ta kiểm soát so với điều kiện rồi chúng ta trả lời. Thì ở bài này hầu hết một số bài toán mà giải toán lập phương trình thì người ta thường chọn cái hẳn số là cái hẳn số là cái mà người cần tìm. Tuy nhiên ở bài này nếu mà ta gọi quãng đường là x thì chúng ta làm vẫn được, cái mấy được, nhưng mà làm như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đây chúng ta sẽ chọn cái hẳn số là vận tốc xuôi dòng. Vì sao? Nếu ta chọn vận tốc xuôi dòng là x km/h, hay là chúng ta có thể chọn vận tốc thật của xuồng là x cũng được, hoặc là ta chọn vận tốc ngược dòng là x cũng được, thì chúng ta tìm ra được vận tốc ta nhân với cái thời gian này. Hoặc là nếu ta có được vận tốc xuôi dòng thì chúng ta có được cũng có được quãng đường luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ làm điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vận tốc của xuồng máy là x km/h thì xuôi dòng sẽ là x cộng 2 và ngược dòng sẽ là x trừ 2. Rồi vận tốc của xuồng máy là x km/h. Như vậy điều kiện thì thực tế thì vận tốc phải lớn hơn không. Tuy nhiên so với đầu bài này thì nó vận tốc của xuồng máy phải lớn hơn vận tốc dòng nước thì nó mới chạy được dòng được. Do vậy điều kiện thích hợp đó là ít lớn hơn. Vận tốc của xuồng máy khi xuôi dòng rồi vận tốc của xuồng máy khi một dòng x-2 km/h. Chúng ta có quãng đường mà xuồng máy xuôi dòng trong 4 giờ. Tức là quãng đường xuồng máy xuôi dòng 4 giờ. X cộng 2 nhân 4, người chúng ta ghi 4 nhân x cộng 2. Rồi là quãng đường là km/h. Rồi, một quãng đường xuồng máy ngược dòng trong 5 giờ. Mà chúng ta thấy rằng là cái quãng đường xuôi dòng và ngược dòng này bằng nhau vì cùng là bằng quãng đường AB. Như vậy là theo đầu bài ta có phương trình.
4 nhân x cộng 2 bằng 5 nhân x trừ 2. Vì hai quãng đường này bằng nhau. Điều này tương đương với 4x cộng 8 bằng 5x trừ 1 tương đương với 4x trừ 5x bằng trừ 10 trừ 8 tương đương với x bằng 18. Ta so thấy là nó lớn hơn 2 nên là chúng ta nhận hay là thích hợp cũng vậy. Rồi khoảng cách AB là khoảng cách AB là 4 nhân x cộng 2 hay là 5 nhân x trừ 2 đều được. Như vậy chúng ta có là 4 nhân 18 cộng 2 80. Chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ 2. Chúng ta nói lại nội dung. Tức là ví dụ 2 là người ta cho mình xuồng máy này xuôi dòng từ A đến B thì hết 4 giờ, ngược dòng từ B về A là 5 giờ. Yêu cầu là tính khoảng cách AB, biết vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Chúng ta sẽ giải bài toán bằng cách ta bước 1 là chọn số, ta chọn số là vận tốc của xuồng máy. Mà có vận tốc xuồng máy thì chúng ta có vận tốc xuôi dòng. Đây là tốc 2. Ta nhân với thời gian xuôi dòng thì ta ra quãng đường, tức là khoảng cách AB. Vận tốc xuồng máy là x km/h thì vận tốc của xuồng máy khi xuôi dòng là x cộng 2 km/h. Vận tốc của xuồng máy khi ngược dòng sẽ là x trừ 2 km/h. Quãng đường xuồng máy xuôi dòng trong 4 giờ là 4 nhân x cộng 2, mà quãng đường xuồng máy ngược dòng trong 5 giờ là 5 nhân x trừ 2. Vì quãng đường xuôi dòng bằng quãng đường ngược dòng, chúng ta có phương trình này. Nếu mà người ta cho mình xuôi dòng hơn ngược dòng hay là xuôi dòng ngắn hơn ngược dòng thì chúng ta cũng có được cái phương trình thiết lập mối quan hệ đó. Như vậy chúng ta giải phương trình này, ta có được x bằng 18. Vậy khoảng cách AB là 4 nhân x 18 cộng 2, tức là bằng 80 km. Chúng ta đã xong ví dụ 2. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là bài tập. Chúng ta sang phần B bài tập. Bài số 1. Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than. Theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than, tức là khai thác được nhiều hơn. Do đó, đội đã hoàn thành trước một ngày và còn vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than? Chúng ta nói là đề bài là tóm tắt nội dung, là đề bài là đội này kế hoạch mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Nhưng mà khi thực hiện thì mỗi ngày được tới 57 tấn than. Do vậy thì đã hoàn thành trước một ngày và còn vượt mức 13 tấn than nữa. Bây giờ hỏi rằng theo kế hoạch đội phải khai thác 30 tấn than. Chúng ta cùng lại bài toán số 1. Thì rõ ràng đến bài toán này thì chúng ta chọn ngay cái ẩn số là số tấn than khai thác theo kế hoạch là x. Số tấn than rồi số tấn than theo kế hoạch đội khai thác. Chúng ta có điều kiện là x lớn hơn số tấn. Mỗi ngày mà khai thác được 50 tấn than, như vậy thời gian theo kế hoạch là thời gian đội làm theo kế hoạch x chia cho 50 thì mỗi ngày là 50 tấn, x là tổng số tấn làm được, nghĩa là chúng ta có thể viết thành là x phần 50 được 10 ngày. Bây giờ số tấn than mà đội làm được theo thực tế
số tấn than được thực tế độ khai thác. Kế hoạch là 1x tấn, nhưng mà vì khi thực tế thì được làm thêm được 13 tấn. Mà mỗi ngày là 57 thì chúng ta có thời gian mỗi làm thêm thực tế. X cộng 13 chia 57 tức là x cộng 13 phần 57 này. Thời gian làm theo kế hoạch là x phần 50 nè. Thời gian làm theo thực tế là x cộng 13 phần 57 nè. Hoàn thành trước một ngày. Như vậy cái thời gian này sẽ ít hơn thời gian này. Đây, nghĩa là theo đồ bài ta có phương trình. X phần 50 trừ x cộng 13 phần 57 bằng 1. Chúng ta sẽ tiến hành giải phân định này luôn ha. Tương đương mẫu chung là 50 nhân với 57, đây là 2850 đó. Đây chúng ta sẽ nhân 57 x trừ 50 nhân x cộng 13 bằng 2850. Điều là tương đương với 57 trừ 50 trừ 650 bằng 2850. Điều là tương đương với, đây là 7 mà chúng ta sẽ chuyển 650 qua, tức là 2850 cộng với 650 thì là tương đương với, chúng ta có thể cộng nhẫn nè, 3500, 7 x bằng 3500 tức là x bằng 500. Và giá trị này thích hợp hay là ta ghi là nhẫn. Vậy số tấn than theo kế hoạch mỗi phải khai thác và 500 tấn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành số 1. Và nói là ta gọi số tấn than theo kế hoạch đội khai thác là x. Điều kiện x tấn, đơn vị là tấn. Và điều kiện x tấn không, ta chọn con số. Biểu thị các giá trị chưa biết theo con số, tức là thời gian đội làm theo kế hoạch là x chia 50. Và số tấn than theo thực tế đội khai thác được là x cộng 13 tấn. Như vậy thời gian đội khai thác thì thực tế là x cộng 13 chia 50 này, 57 ngày. Vì thời gian thực tế làm ít hơn thời gian dự định là 1 ngày. Như vậy theo đầu bài là có phương trình x phần 50 trừ x cộng 13 phần 57 bằng 1. Giải phương trình này ta có x bằng 500 ta nhận được, đây là con số thích hợp. Vậy số tấn than theo kế hoạch mà phải khai thác là 500 tấn. Chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 1. Chúng ta chuyển sang bài toán mới. Chúng ta sang bài toán số 2. Hai người cùng làm một công việc trong 12 giờ thì sao? Nếu người thứ nhất làm 4 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì được 2 phần 5 công việc. Hỏi mỗi người làm trong bao lâu thì xong công việc. Và chúng ta hãy suy nghĩ tìm lời giải bài toán này trong thời gian là 7 phút.
chúng ta cùng giải tỏa chung này. Hai người cùng làm xong công việc trong 12 giờ. Như vậy nếu mà biết được thời gian của một người này làm, thứ nhất thì chúng ta cũng sẽ biết làm riêng một mình xong công việc ấy, thì chúng ta cũng biết được thời gian làm việc của người thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ chọn hãng số là thời gian làm xong công việc của một trong hai người. Ở đây chúng ta sẽ chọn người thứ nhất. Rồi. Thời gian người thứ nhất. Làm đi xong công việc. Hai người làm chung á thì 12 giờ mới xong. Như vậy một mình làm thì phải nhiều hơn 12 giờ. Như vậy thiết đến 12. Chúng ta thấy rằng vừa qua thì còn đến 12. Thời gian người thứ nhất làm riêng xong công việc là ít giờ. Như vậy là trong 1 giờ người thứ nhất làm được. Chia cho ít giờ, tức là một giờ làm được một phần ít công việc. Và trong một giờ hai người làm chung được. Vì hai người làm 12 giờ xong công việc, như vậy thì trong 1 giờ thì hai người làm chung được là 1 chia 12, tức là bằng 1 phần 12 công việc. Do đó thì chúng ta đã có được là trong 1 giờ người thứ hai làm được. Là lấy 1 phần 12 trừ đi 1 phần ít. Vì 2 người làm chung được 1 phần 12. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh để có phương trình được nha. Người thứ nhất làm 4 giờ. Đây. Người thứ nhất làm 4 giờ. Như vậy thì 1 phần 12, 1 phần ít công việc của người thứ nhất nhân với 4. Người thứ hai làm trong 6 giờ, tức là người thứ hai làm 1 giờ làm được 1 phần 12 trừ đi 1 phần ít. Như vậy cứ nhân với 6 giờ, tổng công việc làm được là 2 phần 2. Như vậy chúng ta sẽ làm nhanh luôn ha, đó là theo đầu đài ta có phương trình. Nói ra thì chúng ta sẽ làm từng bước nhỏ nữa, tức là trong 4 giờ người thứ nhất làm được, trong 6 giờ người thứ hai làm được, và như vậy thì ta có phương trình. Mình bỏ hai cái bước đó chúng ta tự làm được. Thì chúng ta sẽ tiếp tục giải cái phương trình này để tìm ra x. Đây chính là 1 phần x. 6 nhân 1 phần 12 là 1 phần 2. 6 nhân trừ 1 phần x, 1 trừ 6 phần x bằng 2 phần x. Và điều này tương đương với 4 phần x trừ 6 phần x trừ 2 phần bằng 2 phần 5 trừ 1 phần 2 tương đương với trừ 2 phần x bằng, chúng ta thực hiện cái trừ này thì nó sẽ bằng là trừ 1 phần 10, nghĩa là chúng ta có x bằng 20. Điều này là thích hợp, số này thích hợp lớn hơn 12. Có trình giải chúng ta tương đương. Vậy thời gian người thứ nhất làm gì xong công việc
lại 20 giây. Và trong 1 giờ, người thứ 2 làm được. Chúng ta thế giá trị x vào cái này, 1/12 trừ đi 1/20. Chúng ta sẽ thực hiện phép trừ 1/12 trừ 1/20 là bằng 1/15. Chúng ta thấy nhãn được ha, đơn vị là cộng thiện. Không thì chúng ta còn nhanh cũng được. 20 trừ 12 là 8, 8/120 là bằng 1/15. Như vậy cũng được. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có thời gian người thứ hai làm đi xong công việc. Một chia cho 1/15 bằng 15 giây. Như vậy là chúng ta đã xong số 2. Chúng ta nói lại, chúng ta chọn thời gian người thứ nhất làm đi xong công việc là ít giờ, ta gọi là số ít giờ, thì điều kiện ít vào lớn 12. Trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1 chia ít, tức là 1/ít công việc. Trong 1 giờ người thứ hai, hai người nhất làm chung được là 1 chia 12 bằng 1/12 công việc. Bởi vì hai người làm chung là 12 giờ sau. Như vậy trong 1 giờ người thứ hai làm được là 1/12 trừ 1/ít đơn vị là công việc. Và theo vào bài chúng ta đã có phương trình 1/ít nhân 4 cộng 1/12 trừ 1/ít tất cả nhân 6 bằng 1/5. Ta giải phương trình này ta tìm được x bằng 20, con số này thích hợp. Vậy thời gian người thứ nhất làm đi xong công việc là 20 giờ. Và như vậy thì trong 1 giờ người thứ hai làm được là 1/12 trừ đi 1/20, tức là bằng 1/15 công việc. Thời gian người thứ hai làm đi xong công việc và lấy trả công việc chia cho 1/15 bằng 15 giờ. Và chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 2 và chúng ta chuyển sang bài toán tiếp theo. Chúng ta sang bài toán số 3. Một phường có 40.804 dân. À, tức là 40.804 người. Biết rằng mỗi năm dân số tăng lên 1%. Tìm dân số của phường cách đây 2 năm.
chúng ta giải bài toán số 3. Nó gọi dân số của phường cách đây 2 năm. Là ít người. Điều kiện của chúng ta là ít phải là số bình thường, số người mà. Đó. Sau năm thứ nhất thì dân số tăng thêm. Tức là lúc đầu là cách đây 2 năm của phường mình á, là cái phường này có ít người, thì sau năm thứ nhất dân số sẽ tăng thêm 1%, tức là ít trên 1%, tức là bằng ít trên 100 người. Như vậy thì chúng ta có được dân số của phường cuối năm thứ nhất. Là x bằng x bằng 100. Đây là 101 nhân x chia 100. Sau năm thứ hai dân số tăng thêm, là 171 x trên 100 nhân với 1%, 101 x trên 10.000. À, như vậy thì chúng ta cũng có được số dân số của phường cuối năm thứ hai, tức là con số này 40.804, mà chúng ta cũng có thể biểu thị theo x là dân số của phường. Chúng ta tính tổng này, nó sẽ là cái này chúng ta thêm 2 số 0 nữa ha, nhân thêm 2 số 0 rồi. Bây giờ chúng ta có thể tính nhanh tay là 101, chúng ta cộng với 101 và 2 số 0, nghĩa là nó bằng 1 0 2 0 1 x. Theo đầu bài ta có phương trình thì bằng 40804. Thì đây chúng ta sẽ tìm được điểm x. Chúng ta lấy 40804 nhân với 10.000 rồi chia cho 10.201 thì chúng ta sẽ có con số là
40.804 mà chia cho 10.201 là bằng 4. Như vậy nó bằng 40.000. X bằng 40.000. Nè, tích hợp. Vậy dân số của phường, của phường đó cách đây 2 năm là 40.000, là 40.000 dân. Chúng ta đã hoàn thành xong lời giải bài toán số 3. Chúng ta nói lại, rồi dân số của phường cách đây 2 năm là ít, mà vì dân số tăng 1% một năm, nhưng mà sau năm thứ nhất thì dân số tăng thêm là ít 1%, nghĩa là ta lấy ít cộng với 1% là dân số của phường cuối năm thứ nhất. Tiếp tục ta nhân cái con số này với 1% thì ta có dân số của phường tăng lên sau năm thứ hai, và như vậy thì dân số của phường lúc hiện tại là 10.201 nhân x chia cho 10.000 cũng chính là bằng 40.804. Giải phương trình này chúng ta nhanh chóng có được x bằng 40.000. Con số này thích hợp. Vậy dân số của phường cách đây 2 năm là 40.000 dân. Như vậy chúng ta đã thấy, chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 3. Thì bài toán này nó cùng giảm với các bài toán, ví dụ như là chúng ta gửi tiền ngân hàng, gửi ngân hàng. Ví dụ như là chúng ta gửi ngân hàng và lãi suất là mỗi tháng là 1%. Và sau 2 tháng thì chúng ta nhận được cái số tiền là 40.804 đồng. Như vậy hỏi rằng là cách đây 2 tháng thì hay là cái số tiền ta gửi vào là bao nhiêu? Cùng giải toán này. Chúng ta có thể thay đổi con số khác để ta có những bài toán về lãi suất ngân hàng hay là bài toán tăng giảm dân số. Các bạn thân mến, tiết học vừa qua chúng ta đã tiếp tục chuyên đề phương trình bậc nhất của bản bài giải bài toán bằng cách lập phương trình. Về nhà chúng ta đã xem lại các bài toán giải hôm nay và chúng ta tiếp tục ôn luyện cả cái phần chuyên đề này để chúng ta làm bài thật tốt cho các cái bài kiểm tra. Cuối cùng, chúc sức khỏe các em và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau. Thân ái chào các em.